Trường Ca Hành, nhạc sắc nữ phụ Triệu Lộ Từ xinh xắn lấn át Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay khi mới công bố thông tin phát sóng, bộ phim Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Từ, Ngô Lỗi đóng chính đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Netizen cho rằng Triệu Lộ Từ dễ dàng đè bẹp Địch Lệ Nhiệt Ba cả về nhạc sắc lực diễn xuất. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của Triệu Lộ Từ đã chiếm hết spotlight. Việc Triệu Lộ Từ chấp nhận đóng vai phụ trong Trường Ca Hành từng gây tranh cãi, bởi ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã vươn lên hàng nữ chính. Các bộ phim do Triệu Lộ Từ đóng chính như Tam Thi Nhà Sát, Yêu Em Từ Dạ Dày hay Trần Tiên Thiên Trong Lời Đồn đều đạt thành tích tốt, thậm chí còn có độ thảo luận trên Weibo cao như các phim bom tấn đầu tư lớn. Quay trở lại với Trường Ca Hành, ngay từ tập 1, Triệu Lộ Từ đã được khen ngợi bởi diễn xuất tự nhiên. Triệu Lộ Từ thể hiện tốt vai công chúa Lý Lạc Yên, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Lý Lạc Yên có ý trung nhân là Ngụy Thúc Ngọc, nhưng vì ngại ngùng nên không dám nói ra. Biết em gái thích Ngụy Thúc Ngọc, Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng đã ra sức giúp đỡ. Trường Ca đưa Lạc Yên cùng đi xem đá cầu với mình. Trường Ca còn đưa cho Lạc Yên một chiếc bùa bình an và dặn dò em gái hãy gửi nó đến chỗ Ngụy Thúc Ngọc. Lúc đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Từ tiết lộ vóc dáng gầy gò, bé xíu nhưng bù lại tạo cảm giác nữ tính, xinh xắn hơn hẳn. Hiện tại, đề tài nhan sắc của hai nữ diễn viên vẫn đang làm Weibo nóng lên. Ngoài xét nét các cấp bồ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, khán giả còn soi luôn phản ứng hóa học giữa cặp đôi nam nữ thứ Hạo Đồ, Lý Lạc Yên do Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Từ đảm nhận. Không ít ý kiến cho rằng cả hai không tạo ra bất kỳ cảm giác ăn ý nào trong những tập đầu tiên. Thậm chí, khán giả còn chê tạo hình của Lưu Vũ Ninh xấu. Lưu Vũ Ninh ra mắt với vai trò ca sĩ, anh thường góp giọng trong những bài hát nhạc phim OST của dự án truyền hình. Nhưng những năm gần đây, nam nghệ sĩ đã thử thách bản thân trong vai trò là một diễn viên. Dù không đảm nhận vai nam chính, nhưng anh chàng vẫn tỏa sáng với nhân vật của mình. Khác với những lần trước, đất diễn của Lưu Vũ Ninh trong Trường Ca Hành nhiều hơn, nên khán giả khá lo lắng về những thước phim càng về sau của anh. Cư dân mạng đã để lại ý kiến riêng của bản thân sau khi xem qua tạo hình của Lưu Vũ Ninh. Tạo hình của anh ta xấu thật đấy. Tại sao lại để anh ta đóng vai nam thứ thế này? Còn tạo hình của Triệu Lộ Từ trong phim này ổn phết. Tập trung hát ca đi, đừng đóng phim nữa. Trong Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca. Cha của Lý Trường Ca bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại, khiến cô nàng phải giả trai lưu lạc giang hồ, tìm cách phục thù. Trên đường lưu lạc, Lý Trường Ca gặp gỡ dũng sĩ người độc quyết là A Sử Na Chuẩn, Ngô Lỗi đóng. Cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi tráng. Trước đó không lâu, tin đồn về lịch phát sóng của Trường Ca Hành liên tục làm nóng Weibo. Bởi các diễn viên chính bao gồm Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba đều tham gia show Happy Camp để tuyên truyền cho dự án. Dưới thời điểm netizen còn đang buồn rầu vì Cẩm Tâm Tự Ngọc của Chuồng Hán Lương, Đàm Tùng Vận vừa mới hết, thì việc Trường Ca Hành tiếp sóng cũng tạm xem như là an ủi.